Lào Cai chàng xeo thể 19 tuổi, thực hiện nhiều vụ án mua bán trẻ em, cướp tài sản, giết tài xế ở Trung Quốc. Ngày 20 tháng 2, Thể bị công an Lào Cai bắt giữ theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn ở láng công nhân bốc vác thuê ở xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng. Thể tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Lào Cai. Theo điều tra, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019, Thể thực hiện 5 vụ mua bán người dưới 16 tuổi, giả danh công an Trung Quốc cướp tiền của người Việt Nam đi làm thuê ở khu vực biên giới. Anh ta còn giết một tài xế taxi ở huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để cướp toàn bộ tài sản. Tiêu xài hết tiền, Thể về Việt Nam, đi bốc vác thuê với ý đồ kiếm tiền để vượt biên tiếp. Thể đang bị tạm giữ để làm rõ hành vi giết người, mua bán người dưới 16 tuổi và cướp tài sản. Let's Love Us, Oi.